Ta-da! Nhớ cái CEO, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Củi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Khai Hát Liêu nhé các bạn. Chị ta mình là tập chính phiên bản đặc biệt nha. Siêu đóng cũng khá ngáp như thế nào các bạn, 8.5 trên 10 điểm. Kích thước là 13-18 nha các bạn. Tác giả là Aku Takeshima. Bây giờ chúng ta tiến hành khui siêu khám phá tập chính này. Chúng ta sẽ có quà tặng kèm theo là gì nha các bạn. Siêu nãy giờ chưa xong nữa, giá tiền tập chính là 65.000. Nhưng các bạn mua chiếc khấu hơn vẫn 55.000, tùy nơi, tùy sàn, tùy mã các bạn áp nha. Chúng ta sẽ có quà tặng kèm theo trong đây, chúng ta sẽ có một red file. Đối với tập trước chúng ta có hai red file là, nhưng mà đối với tập này chỉ có một red file thôi, khá là đáng tiếc nha các bạn. Một red file vẫn được cán lớp một chai rất là đẹp nha. Hai mặt trước thì được màu, còn hai mặt sau là trắng đen, nhưng lấy một file khá là đẹp nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá BR không được cán bóng, khá là đáng tiếc nha các bạn. Đây là BR của Khai Hát Lê Yêu tập chính, nhưng mà chữ số 9 và Khai Hát Lê Yêu được làm nổi lên cũng khá là đẹp nha các bạn. Đây chúng ta đợi BR sang một bên. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bì keo bên trong. Bì keo bên trong là bì keo màu nha các bạn. Đây, một màu xanh rất là đẹp nha. Bên trong ta sẽ có những trang màu đầu truyện bên trong nữa, hoàn toàn trắng đen và in trên giấy BB80. Đối với tập chính này được in 5.000 bản. Nội dung của tập chính kể về Aki biết được tình cảm của Shiho, còn Shiho đã quyết định rũ bỏ tất cả trước khi hoàn thành buổi biểu diễn của nhóm mình. Lễ hội sang ngày thứ hai, phần trình diễn cuối cùng của SHG được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Những câu chuyện sắp tới hồi kết, cảm xúc mọi người sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng tìm đọc tập chính Khẽ Hát Là Yêu Whispering You Have Love Song, bộ chuyện dịu dàng ngọt ngào về tình yêu của cá nhân đầu tiên. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào, hẹn gặp lại nhau lần sau.